kè biển tại thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, Nam Định đang bị sạt lở hoang tàn. Người dân nơm nớp lo sợ trước mùa bão đến. Là các cô thấy đài báo là báo bão là các cô phải chạy. Cái thị trường nước lớn nó dàn vào có khi đổ sập cả nhà. Chỉ một tuần, 10 con sư tử đã bị người dân bắn hạ khi tấn công đàn gia súc chăn thả gần công viên quốc gia Kenya. Điều gì đã khiến cho cuộc xung đột giữa con người và động vật hoang dã đang ngày một tăng tại đây? Không chỉ giải trí, giờ đây nhiều người trẻ còn coi nền tảng TikTok là cơ hội đổi đời, xây dựng sự nghiệp. Tuy nhiên, nếu không tỉnh táo, cơ hội luôn đi kèm với những cái bẫy. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam hôm qua đã lần thứ tư lên ngôi vô địch tại SEA Games sau khi giành chiến thắng 2-0 trước đội tuyển nữ Myanmar tại trận chung kết SEA Games 32. Với sự chuẩn bị kỹ càng, đội tuyển nữ Việt Nam sớm có bàn thắng dẫn trước ngay từ phút thứ 12 của trận đấu với pha lập công của Huỳnh Như. Sang hiệp 2, các đội tuyển nữ của chúng ta tiếp tục có thêm một pha lập công nữa đến từ Thanh Nhã. Giành chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Myanmar, đội tuyển nữ của Việt Nam đã bảo vệ thành công tấm huy chương vàng mà mình đã giành được tại SEA Games 31, đồng thời đi vào lịch sử của SEA Games khi trở thành đội bóng đầu tiên 4 lần vô địch liên tiếp SEA Games. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, lương cơ sở sẽ tăng từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng mỗi tháng. Đáng nói là không chỉ tiền lương của các cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được điều chỉnh tăng, mà nhiều khoản tiền trợ cấp dành cho người lao động theo luật bảo hiểm xã hội cũng sẽ được tăng theo mức lương cơ sở mới. Phải kể đến như là tăng mức trợ cấp thai sản, mức trợ cấp một lần khi sinh con hoặc là nhận nuôi con nuôi sẽ được tăng lên là 3 triệu 600 ngàn đồng, hiện hành là 2 triệu 980 ngàn đồng. Hay là tăng mức hưởng dưỡng sức hồi phục sức khỏe sau ốm đau thì mức hưởng dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau bằng 30% mức lương cơ sở. Và khi tăng lương cơ sở từ ngày 1 tháng 7 lên 1,8 triệu đồng thì mức hưởng dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau sẽ tăng lên là 540.000 đồng. Bên cạnh đó thì các khoản trợ cấp khác như là trợ cấp khi mà suy giảm khả năng lao động, trợ cấp khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp mai táng, trợ cấp tuất hàng tháng đều được điều chỉnh tăng. Mức hưởng lương tối thiểu cũng được điều chỉnh và mức lương hưu hàng tháng thấp nhất tăng lên 1 triệu 8 thay vì hiện hành là 1 triệu 490.000 đồng. Chiều tối ngày hôm qua đã xảy ra một vụ cháy thiêu rụi 7 căn nhà ở quận Hoàng Mai, Hà Nội. Những căn nhà bị cháy nằm trong dãy nhà tạm cạnh khu ký túc xá sinh viên Pháp Vân Tứ Hiệp. Đám cháy bùng phát từ một nhà dân do chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên lửa đã lan nhanh, bao trùm toàn bộ khu nhà. Lực lượng chức năng đã điều động 3 xe chữa cháy và 2 ô tô tiếp nước cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sau 1 tiếng đồng hồ thì cơ bản đã dập tắt được ngọn lửa. Theo thống kê ban đầu thì vụ cháy không có thiệt hại về người. Công an quận Hoàng Mai đang tiếp tục điều tra, tìm hiểu nguyên nhân vụ cháy. Không chỉ ở Việt Nam mà mới đầu mùa hè, nhiều quốc gia Bắc bán cầu đã trải qua những đợt nắng nóng sớm bất thường. Nhiều thành phố lớn của Trung Quốc đã ban hành cảnh báo nắng nóng, trong đó thì nhiệt độ ở thủ đô Bắc Kinh trong ngày 15 tháng 5 đã lên tới là hơn 36 độ C. Trong khi đó thì Mỹ cũng bắt đầu đợt nắng nóng sớm tại khu vực bang Washington giáp với biên giới Canada. Nhiệt độ ghi nhận tại thành phố Seattle của Mỹ cuối tuần qua đã vượt qua 31 độ C, mức nhiệt cao sớm bất thường trong thời điểm này. Nhiều người đã tập trung tới đài phun nước trung tâm để giải nhiệt. Còn tại Trung Quốc thì cảnh báo nắng nóng được đưa ra trong bối cảnh là quốc gia tỷ dân đối mặt với nguy cơ nắng nóng kỷ lục thêm một năm nữa. Tỉnh Vân Nam, nơi vốn có khí hậu ôn hòa, đã ghi nhận mức nhiệt lên tới hơn 40 độ C, khiến cho nguồn cung điện bị quá tải khi mà hàng triệu hộ gia đình bắt đầu sử dụng điều hòa. Nắng nóng tại Trung Quốc được dự báo sẽ ảnh hưởng tới mùa màng và có thể đẩy giá lương thực tăng cao. Có cảm giác trời nóng nhanh hơn so với các năm trước. Những năm trước mình đưa con ra ngoài vào thời điểm này thì không quá nóng và ngột ngạt. Nhưng năm nay bước ra ngoài có cảm giác giống như giữa mùa hè rồi và đổ mồ hôi ngay lập tức. Thời tiết đang càng ngày càng nóng sớm hơn, chắc chắn là có liên quan đến vấn đề môi trường và khí hậu rồi. Tiếp theo, một mùa hè 2022 nắng nóng kỷ lục và một mùa đông ít mưa, cộng với lớp tuyết phủ thì trên hai đỉnh núi Alper và Pyrenees thấp thì không đủ để hình thành lượng băng trữ nước. Mùa hè năm 2023, nước Pháp lại đứng trước nguy cơ hạn hán và nắng nóng đáng báo động. Vâng, và tính đến nay thì đã có 100 vùng thị trấn trên toàn nước Pháp bắt đầu thực hiện tiết kiệm nước và 20 vùng nông nghiệp đang đứng trước nguy cơ hạn hán. Phóng viên Nguyễn Mỹ Linh thông tin chi tiết.
hãy đi vào đây với tôi. Vào trong quán bar này thì sẽ thấy. Đây là mực nước ngập của ngày 3 tháng 2 năm 2021. Đây là mực nước ngập năm 81, 10m58. Năm 1952, nước lên 10m84. Còn trên kia là ngày 7 tháng 3 năm 1930. Tháng 5 năm 2023, mực nước sông Garonne, một trong những con sông trọng yếu chảy qua nhiều tỉnh của nước Pháp, đã ở tình trạng dưới mức bình thường. Người dân có thể họp chợ bên bờ sông. Tôi nghĩ rằng mùa hè này, nước không đủ để lên được tới đây. Nông nghiệp của vùng Gironde, nơi sông Garonne chảy qua, đã được cảnh báo sẽ bị ảnh hưởng nếu nắng nóng và hạn hán tiếp tục trở lại như năm ngoái. Vùng Gironde và Pyrénées đã công bố những hình thức phạt bằng tiền nếu người dân sử dụng nước không đúng như quy định. Nếu hạn hán tiếp tục và mực nước sông sẽ lại thấp hơn hiện nay nữa, tôi e rằng khó có thể cung cấp đủ nước cho nông nghiệp cũng như sinh hoạt hàng ngày của người dân thị trấn. Nước Pháp và nông nghiệp Pháp đang đứng trước nhiều thử thách để vượt qua một mùa hè được đánh giá là sẽ khắc nghiệt hơn năm ngoái. Với kinh nghiệm xấu của 2 năm vừa qua với hạn hán và đặc biệt là cháy rừng thì nhiều vùng nông nghiệp của Pháp người dân đã chủ động trữ nước cũng như là chuyển hướng canh tác từ những loại cây trồng cần nhiều nước tưới, ví dụ như ngô, chuyển sang trồng đỗ tương để có thể đảm bảo được lương thực cho chăn nuôi. Nguyễn Mỹ Linh, phóng viên của Truyền hình Việt Nam, đưa tin từ Cộng hòa Pháp. Chỉ trong chưa đầy một tháng, lượng điện tiêu thụ ở Thành phố Hồ Chí Minh đã phá kỷ lục 4 lần, thông tin từ Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể là các ngày 21 và 25 tháng 4, ngày mùng 5 và ngày mùng 6 tháng 5, sản lượng điện tiêu thụ đều đạt trên 93 kWh mỗi ngày, đặc biệt là ngày mùng 6 tháng 5 thì đạt gần 95 triệu kWh và là mức cao nhất từ trước đến nay của thành phố. Những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5, nắng nóng tiếp tục kéo dài, nhiệt độ cao khiến cho việc sử dụng thiết bị làm mát gia tăng, từ đó lượng điện tiêu thụ liên tục phá kỷ lục. Theo thống kê, năm 2022, cả nước ta đã hứng chịu 7 cơn bão, 2 cơn áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, cùng 191 vụ sạt lở bờ sông, bờ biển. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo năm 2023, bão sẽ hoạt động nhiều từ tháng 8 đến tháng 10. Tuy thế, có những vùng ven biển dù bão chưa vào, nhưng từ bây giờ người dân đã lo nơm nớp bởi hàng nghìn mét kè biển đã bị sạt lở hoang tàn. Đó là tình trạng thực tế tại kè Bãi Tắm thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Những khối bê tông lớn vỡ toác, những căn nhà đang dần đổ sập, con đường rộng rãi vững chãi ngày nào giờ chẳng ai nhận ra. Sóng biển đã làm biến dạng toàn bộ một khu vực bãi tắm từng rất nhộn nhịp. Giờ những người như ông Dũng cố bám trụ lại đây nhưng chỉ dám ở khi trời yên biển lặng với những cách ngăn sóng thủ công. Xây cái bờ bè như thế này gọi là để phòng chống những cái lúc nước nó bình thường, còn nếu mà bão ghim cửa ra sau đứng nhìn về thôi chứ không dám đứng đây đâu, ngồi đây đâu. Hôm nay là có chiều rất thấp, còn nếu nước cường nó vụt vào tận nước trong, đổ hẳn vào nước trong anh ạ, chứ không vừa đâu. Đây chính như thế là chỉ còn một lỗ hở, một cái là kéo cả một cái tuyến này ngay. Người ở sát biển lo, người ở xa biển hàng cây số như bà Nhài cũng vẫn lo mỗi khi nghe sắp có áp thấp nhiệt đới về, thủy triều dâng cao kèm những cơn sóng lớn. Là các cô thấy đai bão là bão bão là các cô phải chạy. Cái thủy trường nước lớn là nó gian vào, có khi đổ sập cả nhà, những nhà ở gần đi. Bãi tắm Thịnh Long được kè kiên cố rộng tới hơn 20 mét với những khối bê tông dày. Ấy thế nhưng chỉ một thời gian biến đổi khí hậu, sóng đánh liên tục, sói lở đã phá nát toàn bộ đoạn kè dài tới 1,8 km. Chưa có điều kiện kè lại, địa phương chỉ biết chuẩn bị lực lượng sẵn sàng hỗ trợ người dân đi tránh bão. Gió mùa đông bắc cấp 7, cấp 8 hoặc là áp thấp nhiệt đới cấp 7, cấp 8. Chiều cường khoảng độ 7-8 chiều cường là đều phải huy động các cái lực lượng. Thanh niên xung kích rồi là thành lập cái tổ các ban ngành đoàn thể của thị trấn đi huy động di rời các cái tài sản của người dân cũng như là người dân để đi vào trong tuyến trong để đảm bảo cho cái công tác phòng chống thiên tai thì cứu nạn. Căn nhà này hoặc các căn nhà xung quanh bị đánh sập chỉ còn là về vấn đề thời gian mà thôi. Lo ngại hơn khi sạt lở xói mòn đã tiến sát vào chân đường như thế này thì chỉ cần một cơn bão, nguy cơ vỡ tuyến đường này và nước sẽ tràn vào ảnh hưởng đến hàng ngàn hộ dân ở phía trong. Những chỗ ngồi ngắm biển còn sót lại này trong thời gian tới
có lẽ sẽ chỉ còn trong ký ức. Bởi những căn nhà ngay cạnh đã sập đổ gần như hoàn toàn, thì làm sao những cơn sóng lớn như thế này để yên cho những ngôi nhà bên cạnh. Lướt mạng xã hội TikTok, chẳng khó để thấy những video như thế này. Kiếm 3 triệu cực dễ với TikTok, kiếm 30 đến 50 triệu một tháng từ TikTok. Hay có ngày kiếm gần 8 triệu nhờ TikTok như thế nào? Phải nói rằng, những con số thu nhập ấy là có thật, nhưng hành trình tìm đến những con số ấy mới là điều đáng nói. Càng muốn đi nhanh, càng dễ gặp những cái bẫy. Vâng thưa quý vị, dù mới chỉ bùng nổ tại Việt Nam trong khoảng 3 năm trở lại đây, thế nhưng mà Việt Nam của chúng ta hiện đã xếp thứ 6 trong tổng số 10 quốc gia có đông người sử dụng TikTok nhất trên thế giới. Không chỉ giải trí, giờ đây với nhiều người trẻ, người ta còn coi nền tảng TikTok là một cơ hội để đổi đời, để xây dựng sự nghiệp. Và trong chuyên mục Chuyện Nóng ngày hôm nay thì hãy nói về cơ hội kiếm tiền từ nền tảng TikTok trong bối cảnh nền tảng này tại Việt Nam đang trong đợt kiểm tra toàn diện. Vâng thưa quý vị, muốn biết cái bẫy nằm ở đâu trong hành trình kiếm tiền từ TikTok thì trước hết phải hiểu về các cách kiếm tiền của người dùng trên nền tảng này đã. Tại Việt Nam hiện nay cơ bản là có mấy cách như thế này. Phổ biến nhất đó là việc quảng bá sản phẩm và thương hiệu cho các nhãn hàng bằng cách là giới thiệu, nêu cảm nhận rồi lồng ghép hình ảnh của nhãn hàng vào các tiểu phẩm v.v. Bù lại thì các nhãn hàng sẽ chi trả cho một TikToker một khoản chi phí như là trong hợp đồng đã ký kết trước đó. Thứ hai đó là hình thức tặng quà qua livestream. Hình thức cho tặng hoàn toàn tự nguyện này nhằm khích lệ cổ vũ người livestream. Bù lại thì người livestream sẽ càng tích cực hơn trong việc sáng tạo ra các nội dung hay, hấp dẫn cho người xem. Thứ ba đó là tự kinh doanh, nghĩa là tự xây dựng thương hiệu của mình, tự quảng bá sản phẩm của mình, tự chốt đơn, đóng gói, vận chuyển v.v. Chủ động trong mọi quy trình kinh doanh do mình tạo ra. Và thứ tư đó là tiếp thị liên kết hay còn gọi là affiliate. Nhiệm vụ của các TikToker lúc này đó là đánh giá là quảng bá sản phẩm cho những nhãn hàng. Càng có nhiều người click vào những đường link tiếp thị liên kết được gắn trong những đoạn video thì TikToker sẽ càng nhận được nhiều hoa hồng và ngược lại. Bên cạnh đó, tất nhiên nếu đi sâu hơn sẽ còn nhiều cách khác để mà kiếm tiền trên TikTok. Thế nhưng tự chung lại thì cách gì cũng có một điểm chung. Đó là càng nhiều lượt xem, càng nhiều lượt theo dõi thì càng kiếm được nhiều tiền. Và nếu như không tỉnh táo trong quá trình xây kênh kiếm tiền thì cái bẫy sẽ xuất hiện bắt đầu từ đây. Ngoài việc thực hiện những trào lưu xấu độc phản cảm để hút tương tác như là chúng tôi đã nhiều lần phản ánh trong hệ thống các bản tin của VTV thì còn có một tuyến nội dung nữa cũng được nhiều người lựa chọn. Đó là trở thành những chuyên gia trong lĩnh vực của mình. Thực ra thì thưa quý vị, đây là một cách làm nội dung rất thông minh. Bởi một trong những điều làm các TikToker đau đầu khi mà xây kênh ấy, đó là phải tìm được nguồn nội dung vô tận để khai thác. Và nói về những thứ mình giỏi, đó chính là một trong những nguồn nội dung vô tận ấy. Thế nhưng mà vì mục tiêu cuối cùng vẫn là cần có nhiều người để tương tác, xây kênh uy tín cho mình. Cho nên có lẽ hai lĩnh vực thường được các chuyên gia lựa chọn, đó chính là y tế và dạy làm giàu. Bởi khi mà nhắc đến sức khỏe hay là tiền thì ai chẳng muốn xem thử. Xem thử nhưng với những lời chia sẻ không có chuyên môn từ các chuyên gia dởm tự xưng ấy, thì hệ quả xấu lại là có thật. Trong lĩnh vực y tế, tình trạng nghe lời bác sĩ TikToker nên phải đi gặp bác sĩ thật đang xuất hiện ngày một nhiều. Tất cả là bởi vì tin các bí quyết chăm sóc sức khỏe dưới những đoạn video ngắn như thế này. Tế bào ung thư rất tham ăn. Rất nhiều trong số đó chẳng có bằng chứng hay bất cứ một nghiên cứu khoa học nào chứng minh là đúng. Chẳng hạn như chữa bệnh ung thư bằng cách nhịn ăn, những người tập gym thì không nên uống nước lọc, hay đặc biệt nguy hiểm như thông tin chích 10 đầu ngón tay để cấp cứu người đột quỵ. Hậu quả dễ thấy nhất có lẽ là ở mảng thẩm mỹ. Như cô gái này, sau ca phẫu thuật nâng mũi theo lời quảng cáo hấp dẫn của một bác sĩ TikTok, hiện cô đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề khi mũi có nguy cơ đã hoại tử nặng, không biết bao giờ mới phục hồi. Còn ở mảng làm giàu, chỉ cần gõ từ khóa làm giàu, bí kíp thành công, quản lý tài chính trên TikTok sẽ xuất hiện hàng loạt các video chia sẻ cách làm giàu nhanh chóng. Tất nhiên, có những video là chuyên gia thật, kiến thức thật, nhưng cũng có những clip chỉ hướng đến mục đích bán các khóa học về đầu tư tài chính có mức phí trên trời. Còn những thông tin quan trọng của người đang chia sẻ như bằng cấp, chuyên môn, kinh nghiệm của chủ video lại không được đề cập. Thậm chí còn có cả những câu thần chú hút tiền như thế này để được nhiều người xem xin vía. Nhờ hai câu thần chú này đã giúp cho Thảo thu hút được chính xác số tiền Thảo mong muốn bất kỳ thời điểm nào,
và Thảo cũng đã giúp cho rất nhiều anh chị em trong nhóm học tập của mình ứng dụng thành công. Bạn hãy lấy sổ bút ra ghi lại từng câu từng chữ hoặc lưu lại video này của Thảo để cho tiện ứng dụng nha. Buổi tối trước khi đi ngủ, bạn cần viết hai câu thần chú này vào trong cuốn sổ đặt hàng vũ trụ của mình. Câu số 1, tiền bị thu hút bởi tôi. Câu số 2, ví dụ bạn cần 500 triệu để tiêu lễ này, thì hãy đọc như sau. Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn số tiền 500 triệu đã đến với tôi với một số lượng rất là lớn, thông qua nhiều nguồn khác nhau, liên tục. Thưa quý vị, nếu cuốn sổ đặt hàng vũ trụ là có thật, có lẽ câu thần chú mà mỗi người dùng mạng xã hội cần ghi xuống và đọc thầm lại mỗi tối sẽ là: tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn nếu như những clip nhảm trên mạng xã hội không chạm tới tôi trên nhiều nền tảng khác nhau, liên tục. Vâng, lại nói về cái bẫy hút tương tác. Ngay cả với những người có chuyên môn trong lĩnh vực của mình, mong muốn hút tương tác về có thể sẽ là khởi nguồn cho một ranh giới mong manh trong cách thể hiện. Thế nào là thể hiện chừng mực, thế nào là thể hiện phản cảm? Hướng dẫn cách gian lận trong thi cử, khoe hút thuốc, chửi thề, thậm chí tạo trào lưu đánh giáo viên. Tất cả những video phản giáo dục như thế này thu hút từ vài trăm nghìn đến vài triệu lượt xem trên TikTok. Chắc chắn là phản giáo dục với học sinh, các em sẽ lầm tưởng rằng đấy là cái hành vi có thể chấp nhận được và các em sẽ làm theo. Điều đấy sẽ dẫn đến một chuỗi hành vi tiêu cực trong học đường. Đặc biệt, những hành động và phát ngôn không phù hợp như thế này của những người tự xưng là giáo viên đã làm lệch lạc hình ảnh của người thầy, truyền đạt những suy nghĩ lệch chuẩn đối với học sinh. Bản năng của đàn ông là tham, nên là đàn bà phải nói, nhưng mà không được nói quá nhiều. Tôi đã nói rồi, đàn bà phải biết lẳng lơ. Với tư cách phụ huynh thì mình rất là bức xúc với những cái trường hợp như thế, và phải cái trường hợp mà con mình phải xem những cái đấy thì chắc là mình phải cấm cửa ngay lập tức. Có rất nhiều cách để dạy các cháu bước vào cuộc sống, nhưng mà nó là những cái bài giảng thật là hữu ích chứ không phải là làm những cái TikTok. Cái TikTok đấy nó không có cái ý nghĩa gì cả. Nguy hại hơn, TikTok sử dụng thuật toán phân phối nội dung tự động để tạo xu hướng, nên những nội dung giật tít, độc hại, phản cảm sẽ đều có thể phân phối rộng rãi, gây ảnh hưởng xấu đến cộng đồng. Những cái nội dung này với người này thì là không phù hợp, mà với người khác thì lại thấy hay. Cá nhân mình thì mình nhìn những nội dung đấy mình cũng thấy hay, và nếu như mà để cho con mình xem nội dung đấy không thì mình lại không cho con mình xem. Nếu như mà muốn những cái nội dung đấy mà không đề xuất lên thì đấy là việc chúng ta cần phải làm việc với nền tảng. Chúng tôi vẫn đang xử lý theo cái hướng là phát hiện, ngăn chặn kịp thời, đồng thời xử lý đối tượng cung cấp. Phụ huynh, cái bậc cha mẹ là phải hạn chế con em mình trong cái việc là tiếp cận vào những cái nền tảng xuyên biên giới mà nó có nhiều nội dung độc hại. Khi thấy những nội dung độc hại đó thì chúng ta cùng nhấn report để mà báo xấu, để mà các nền tảng họ cũng biết rằng nội dung đó là độc hại, để họ có cái biện pháp ngăn chặn. Tạo màng lọc thông tin cho người dùng là học sinh cần nỗ lực từ nhiều phía. Và chỉ khi nào toàn xã hội vào cuộc tích cực, lá chắn bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng mới thực sự vững chắc và an toàn. Vâng, dù mong muốn kéo tương tác về chỉ là để cho vui thôi, hay là kéo tương tác về để kinh doanh trên TikTok, thì cũng phải nói rằng đôi khi cái ranh giới trong cách thể hiện phản cảm và cách thể hiện sáng tạo để thu hút ấy, nó cũng là một điều khó nói về ranh giới đó. Tạm gác lại câu chuyện này ở đây. Bây giờ chúng ta đến với cái bẫy thứ hai. Cái bẫy thứ hai này phải nói tới trên hành trình kiếm tiền trên TikTok ấy, chính là những mặt hàng được chọn để kinh doanh. Đây cũng là một trong 6 nội dung vi phạm của TikTok tại Việt Nam được đánh giá là đã gây ra nhiều hệ lụy với đời sống, kinh tế, xã hội. Cụ thể là TikTok hiện giờ chưa có biện pháp để mà ngăn chặn hiệu quả hoạt động thương mại, kinh doanh, buôn bán, quảng cáo, hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc. Với các TikToker đang bán các sản phẩm trên các nền tảng này, để tránh cái bẫy này, có lẽ sẽ cần có ít nhất là 2 điều. Một, đó là sự chân thực từ chính bản thân mình. Và hai, đó là kiến thức thực tế về sản phẩm. Ví dụ như là mật ong thì khác gì với hỗn hợp đường, nha và nước cốt mạch nha pha theo tỷ lệ chẳng hạn. Phải biết điều này thì mới bán mật ong được chứ, đúng không quý vị? Mà thôi, tôi đã nói quá sâu về chủ đề này rồi. Nếu nói nhiều hơn có lẽ nó lại vượt quá chuyên môn của tôi rồi. Để tránh cái bẫy này, tôi đã ghi lại cuộc trò chuyện với một chuyên gia về TikTok tại Việt Nam. Nói là chuyên gia bởi nhân vật này hiện đang đồng hành cùng với hàng ngàn những TikToker trong việc định hướng xây kênh cũng như là kinh doanh các loại sản phẩm trên nền tảng TikTok. Nếu như quý vị thực sự muốn kiếm tiền bền vững từ mạng xã hội, tôi nghĩ cuộc trò chuyện sau đây sẽ có nhiều thông tin để tham khảo. Thưa quý vị, và đây là khách mời của chúng ta, anh Trần Mạnh Duy, là sáng lập của DC Group. Cảm ơn Duy. Dạ vâng, em chào anh. Đến với chương trình, Duy có thể nói là một trong những người trẻ tại Việt Nam mà tiếp xúc được với nhiều nhất những sai lầm
của những người làm TikToker, bởi vì bạn ấy có một cộng đồng với rất nhiều những TikToker, ở trong đó có nhiều người thành công và chắc chắn cũng có nhiều sai lầm. Và người ta vẫn nói là một trong những cái cách quan trọng nhất để hướng đến thành công đó là học từ những sai lầm. Chuẩn ạ. Để mình tránh, để mình không sai lầm nữa. Vậy thì có thể có những rủi ro gì trong cách kiếm tiền từ TikTok mà một TikToker có thể gặp phải? Cái rủi ro nhất ở bây giờ ấy, nếu mà nói về cái góc độ là các bạn TikToker nhá, thì rất nhiều bên nhãn hàng người ta sẵn sàng, người ta đổ tiền vào, người ta booking, và nó bị xảy ra một vấn đề, đấy là các bạn KOC, những cái bạn mà TikToker, các bạn không có khả năng kiểm chứng được là sản phẩm này có tốt thật hay không. Đấy, mà lỡ mà nó không tốt thật thì sao? Thì đấy, bị phốt thôi anh. Rất nhiều bạn là đã bị rơi vào trường hợp như vậy rồi, là ngày hôm trước là quảng cáo, và nguy hiểm như nữa một cái đấy là chẳng may lỡ mồm lại nhận một cái deal là nhãn hàng bảo là thôi em cứ lên em nói về các quảng cáo sản phẩm này đi, em coi như sản phẩm này là của em. Thế là bạn ấy lên bạn bảo là coi như em đã dùng rồi, sản phẩm này là của tôi sản xuất ra. Đấy là một cái nguy hiểm anh ạ, bởi vì là câu nói đấy thì nó sẽ là tăng uy tín hơn, bán được nhiều hàng hơn. Thì trong trường hợp cảnh đẹp thì không sao, nhưng mà nếu mà trong trường hợp mà bối cảnh xấu một tí, mà chẳng may mà bạn ấy bị gọi là quay ra, bạn bóc phốt, thì người ta chỉ biết là ông này là người sản xuất, ông này là người làm ra thôi. Và ông phải chịu trách nhiệm hoàn toàn với cái chất lượng của sản phẩm này, 100% nguồn gốc của sản phẩm này. Vâng, cái đấy là cái rất là rủi ro. Tất nhiên khó có ai có thể dám nói rằng là tôi tránh được hết tất cả những rủi ro đấy nhá, nhưng mình hạn chế được một cách tối đa. Thì một TikToker chuyên nghiệp thường họ sẽ có cái cách như thế nào? Một TikToker chuyên nghiệp ấy, như em đang hướng dẫn cho các bạn ở trong hệ thống bên em ấy, thì cái việc mà quan trọng nhất là của người làm TikToker đấy là có gì nói nấy. Tức là ví dụ như là bạn nhận tiền booking thì hãy nói là sản phẩm này tôi nhận booking, tuy nhiên tôi đã sử dụng ở mức độ nào, tôi sử dụng 1 tuần, 1 tháng hay là 1 năm, và tôi đưa ra cái trải nghiệm. Như kiểu là một sản phẩm mình bán một cái dòng mật ong đi, thì trong trường hợp là bạn chưa từng nhìn thấy cái xưởng sản xuất thì đừng có nói gì đến sản xuất. Bạn chỉ bảo là đây là sản phẩm mà tôi làm affiliate, tôi nhìn thấy sản phẩm này là có kho hàng và có giấy tờ đầy đủ. Hãy khoe lên những cái mà bạn nhìn thấy, còn cái gì mà mình không nhìn thấy thì tuyệt đối đừng có nói. Và nhất rất nhiều bạn TikToker là trong cái lúc mà live stream ấy, thì anh bảo là live stream trong vòng 2 tiếng thì bao nhiêu câu chuyện là để nói ra. Đúng. Thì 2 tiếng như thế thì lúc thì vui mồm nói ra là ui các bạn ơi, sản phẩm này là mật ong 100% là nguyên chất, mà trong khi đó mình không khẳng định được cái vấn đề mà 100%. Mình không biết là nó có thật là mật ong thật hay không. Vâng. Như vậy có vẻ như là một trong những cái việc đầu tiên hết sức quan trọng của việc đào tạo ra một người mà kiếm được tiền trên TikTok ấy, đấy là phải cho người ta hiểu được rất rõ và thấm nhuần được cái việc rằng là mỗi một cái câu, một cái thông tin mà anh phát ngôn trên cái TikTok của anh, vâng, nó cần phải là một thông tin có giá trị và cần phải là một thông tin mà anh thực sự tin vào nó. Đúng rồi. Thực sự là nó phải là cái mà tận mắt mình nhìn thấy. Bây giờ thế này, đi đến phần kết của câu chuyện rồi, và chúng ta đang ở trong cái đợt thanh kiểm tra toàn diện đối với TikTok. Sau đợt kiểm tra này thì tôi nghĩ rằng là TikTok bản thân họ cũng sẽ tiếp tục có những thay đổi để làm trong sạch hơn nền tảng của mình. Là một chuyên gia trong lĩnh vực TikTok, bạn có một cái lời khuyên nào đấy cho những người đang hoạt động trong nền tảng TikTok và thực sự là muốn nghiêm túc trở thành một TikToker có tầm ảnh hưởng, kiếm tiền được trên nền tảng này, có lời khuyên gì? Cái việc mà mọi người xác định đi lên trên nền tảng, mọi người sẽ là trao giá trị gì, sản phẩm của mọi người bán là cái gì, nó có thực sự là mang lại cái quyền lợi, mang lại là về cái ích lợi cho người dùng hay không, hay là nó có đầy đủ là về giấy phép hay là về cái nơi sản xuất của nó hay không. Tương tự với cả các bạn mà KOC cũng thế. Thì đấy là cái lời khuyên ở thời điểm bây giờ, các bạn nên thực sự là cân nhắc trước khi mà đưa bất kỳ một cái video nào lên TikTok. Cảm ơn Duy với những chia sẻ trong ngày chiều hôm nay. Chỉ trong vòng một tuần, 10 con sư tử đã bị giết do xung đột với những người chăn thả gia súc ở gần khu vực công viên quốc gia Đông Nam Kenya. Vụ việc khiến cho giới chức quốc gia Đông Phi này phải khẩn trương tìm giải pháp ngăn chặn xung đột giữa con người và động vật hoang dã trong tương lai. Cuối tuần vừa qua, những người chăn nuôi gia súc ở gần vườn quốc gia Đông Nam Kenya đã giết chết 6 con sư tử sau khi 7 sư tử này tấn công đàn gia súc và giết chết 11 con cừu của người dân vào đêm trước đó. Như vậy, chỉ trong một tuần, tổng cộng 10 con sư tử trong khu vực này đã bị giết. Cơ quan bảo vệ động vật hoang dã Kenya đã gặp các thành viên cộng đồng dân cư để thảo luận về giải pháp giảm thiểu tối đa rủi ro xung đột giữa con người và động vật hoang dã. Sư tử hoang dã đi vào làng xóm, giết vật nuôi, gia súc, nên người dân địa phương luôn chọn cách xuống tay giết bỏ chúng. Tại châu Phi, các báo cáo cho thấy số động vật hoang dã đi lạc vào môi trường sống của con người ở Kenya đang tăng lên trong những năm gần đây, khi các loài động vật này chịu áp lực ngày càng tăng do con người mở rộng thành phố. Số lượng sư tử hoang dã đang giảm xuống, nguyên nhân do xung đột giữa con người và động vật hoang dã như chúng ta vừa chứng kiến mấy ngày vừa qua.
Bên cạnh đó còn có yếu tố khác như biến đổi khí hậu. Hạn hán ở Kenya đang ở mức đỉnh điểm. Môi trường sống tự nhiên của loài sư tử đang bị thay đổi và khiến việc sinh tồn của chúng trở nên khó khăn hơn. Theo thống kê của cơ quan chức năng Kenya vào năm 2021, khoảng 2.500 con sư tử sinh sống trong tự nhiên ở nước này. Báo cáo của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên WWF nhấn mạnh xung đột giữa con người và động vật hoang dã là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với sự sinh tồn lâu dài của sư tử và một số loài khác mang tính biểu tượng trên thế giới. Giới chức bang Michigan của Mỹ cho biết là một bé gái đã thoát khỏi âm mưu bắt cóc nhờ anh trai dũng cảm, người đã dùng súng cao su để tấn công những kẻ tội phạm. Cảnh sát cho biết là bé gái 8 tuổi đang chơi ở sân sau nhà mình thì một đối tượng từ trong rừng đi ra, túm lấy và bịt miệng cô bé. Anh trai của bé gái này mới có 14 tuổi, đã dùng súng cao su bắn vào đầu và ngực kẻ định bắt cóc em gái mình. Kẻ tấn công sau đó được xác định là một thiếu niên 17 tuổi và đã bị bắt tại quận Apena. Cậu bé thực sự đã cứu mạng em gái khỏi một điều tồi tệ có thể xảy ra. Bạn biết đấy, đối với một đứa trẻ 14 tuổi, để nhận thức và hành động nhanh chóng là điều phi thường. Cậu bé rất đáng được khen ngợi. Những gì cậu bé làm cũng giúp chúng tôi xác định được nghi phạm là ai, dựa trên những vết thương do bị bắn bằng súng cao su. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì một trong những liên hoan phim lớn nhất thế giới, Liên hoan phim quốc tế Cannes lần thứ 71 sẽ chính thức được khai mạc. Liên hoan phim sẽ chính thức diễn ra từ ngày hôm nay, ngày 16 tháng 5 cho đến hết ngày 27 tháng 5 với nhiều hoạt động hấp dẫn. Năm nay thì có tổng cộng là 52 bộ phim được chọn chiếu ra mắt và sẽ là nơi công chiếu nhiều tác phẩm bom tấn nổi bật của mùa phim hè với sự tái xuất của nhiều nghệ sĩ gạo cội, đình đám như là phần mới nhất của loạt phim Indiana Jones với sự xuất hiện của tài tử Harrison Ford. Mùa giải năm nay tiếp tục chứng kiến sự xuất hiện của nhiều tên tuổi các nhà làm phim châu Á và từ đa dạng các quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nhà làm phim gốc Việt Trần Anh Hùng cũng sẽ có tác phẩm tranh giải tại hạng mục chính Cánh Cọ Vàng của năm nay. Vâng, được kỳ vọng sẽ đem tới nhiều hoạt động hoành tráng, ấn tượng hơn những năm trước đây. Liên hoan phim Cannes năm nay sẽ có điều gì đặc biệt? Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay sau đây. Trong số 52 phim trình chiếu cho liên hoan phim năm nay, sẽ có 19 tác phẩm tranh giải tại hạng mục cao nhất Cánh Cọ Vàng. Chủ tịch ban giám khảo cũng là người đã từng hai lần giành chiến thắng lớn tại Cannes, chủ nhất của Tượng Vàng năm trước. Khi chúng tôi theo dõi những tác phẩm tranh giải, chúng tôi sẽ đánh giá tất cả với một thái độ công bằng, dựa vào chất lượng phim, chứ không phải tìm ra những khác biệt nào đến từ những nhà làm phim. Khi trở thành giám khảo, bạn phải có một cái nhìn toàn cảnh, chứ không thể là cái nhìn chủ quan và đưa ra cái tôi cá nhân vào trong đó. Liên phim năm nay cũng đánh dấu sự trở lại của rất nhiều những tên tuổi lớn của điện ảnh thế giới. Nổi bật trong số đó phải kể đến tài tử Michael Douglas, với giải Cánh Cọ Vàng danh dự sẽ được trao vì những cống hiến cho điện ảnh thế giới trong suốt nhiều năm qua. Đây cũng là lần trở lại của nam diễn viên với liên hoan phim Cannes sau lần gần nhất với vai diễn xúc động trong tác phẩm Fear the Candelabra cách đây 10 năm. Với tôi thì cơ hội này là... Xin lỗi. Bởi vì bộ phim diễn ra ngay sau khi tôi chiến đấu với căn bệnh ung thư. Có mặt ở đây là một món quà tuyệt vời đối với cá nhân tôi. Để vinh danh nam diễn viên, ban tổ chức cũng sẽ lần đầu công chiếu tác phẩm phim tài liệu Michael Douglas, đứa con hoang đàn, với sự nghiệp lừng lẫy của ông với công chúng. Dù đã ở tuổi 78, nhưng Michael Douglas vẫn hết mình cống hiến cho điện ảnh. Lần gần đây nhất, ông xuất hiện trong loạt 3 phần của tác phẩm bom tấn người kiến trong vai một siêu anh hùng. Tôi phải thú nhận là khi lần đầu tiên tôi đến với dự án này, tôi không biết gì về truyện tranh. Tôi phải tìm cách thể hiện của riêng tôi. Chúng tôi cùng đi đến một vài hội nghị, triển lãm truyện tranh, nơi tôi có cơ hội gặp nhiều thế hệ khán giả. Có những người đã trung niên, gắn bó với truyện tranh, và có cả những cháu bé, những người chỉ biết đến siêu anh hùng trên màn ảnh. Vì vậy, tôi phải tìm cách thể hiện khác. Năm nay, liên hoan phim cũng sẽ đánh dấu sự tham gia kỷ lục của số lượng các tác phẩm của các nữ đạo diễn so với các năm trước. Sẽ có 6 đạo diễn nữ tham gia tranh giải năm nay. Đây là điều chưa bao giờ xảy ra. Điều này không có nghĩa là phim của họ được tranh giải chỉ vì họ là nữ đạo diễn, mà họ có mặt ở đây vì chất lượng những bộ phim của họ. Giới tính không phải là tiêu chí lựa chọn phim tranh giải. Với nhiều điều đáng mong chờ và sự xuất hiện của nhiều ngôi sao trên khắp thế giới, nhiều điều bất ngờ hứa hẹn sẽ diễn ra trên thảm đỏ của Cannes trong những ngày tới.